Trước tam bảo uy linh tôi thường đèn trầm hướng tâm nguyện chỉ thành, cầu cho pháp giới chúng sanh khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên, mời tấn hoa trên đường thiện nghiệp, mời vuông bồi hạnh phúc vô dư, liên hoa nở khắp biển từ trần xa vô nhiễm huyễn hư đoàn. Hôm nay đệ tử chúng con chỉ thành đành lễ ba ngôi tam bảo vô thường tôn Phật vi diệu chánh pháp. Thánh đức tăng già chúng con thành tâm cũng dường tam bảo thiết lễ cầu an cho bản thân và gia đình chúng con tai ách tiêu trừ, thân tâm an lạc, vạn sự các tường sở cầu như nguyện. Chúng con nguyện trọn đời ý lời Phật dạy, lãnh xa điều ác, tu tập hành lành, thánh tình tâm ý, trước bao đền thâm ân hóa đồ, đáp nghĩa nặng sinh thành, sau vuông bồi duyên lành, dạy thoát lời lạc chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dân hoa cũng dâng Phật bằng thương xót muôn loài, dân hoa cũng dâng pháp đạo nhiệm mau cứu khổ, dân hóa cũng dương tăng ruộng phước không gì bằng, hoa tươi đẹp sẽ tàn, thân già hợp sẽ tàn, nguyện tu mau chứng đàn, quả chân thường giải thoát. Nam mô Tam Phương Tam Thế Phật Bảo, nam mô Tập Phương Tam Thế Pháp Bảo, nam mô Tập Phương Tam Thế Tăng Bảo, đạo tràng thanh tịnh Bồ Đề, mười phương thiên chủ hồi về nghe kính pháp mâu diệt tận vô minh, pháp mẫu cứu khổ sinh linh vạn loài, từ dồn giới vấn đại sáu cõi đến thiên cung sanh giới hữu hình, duyên xưa đã tạo nghiệp lành kết thành phú quà thiền sanh, đến giờ ngự khâm chôn bên bờ đồng ruộng, hoa cứ không chỗ quần thi phương, non xanh rừng rậm đất bằng, hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa, xin đóng thình và xóa chứ chúng, càng thác bà lóng chúng nơi nơi, miêu đền thành quách lâu đời, sông hồ quang đảo biển khơi trùng trùng, pháp vi diệu nghìn thân năng ngộ, phương nhân thiên muôn thuở khó cầu, ngày tàn tháng luồn qua mau, đắm say trần canh vùi đầu tự sinh, đây là giờ chuyện kính vô thường, đây là giờ đồng tồn pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư thiên già lặng tâm thọ trì, đây là giờ chuyện kính vô thường, đây là giờ đồng tồn pháp âm,
lời vạn ly nghe cao thâm mà xin chữ hiện dạ lặng tâm thọ đi. Đây là giờ chuyên kính vô thường, đây là giờ đồng tùng pháp âm. Lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chữ hiền già lặng tâm thọ trì. Cúi đầu đành lễ đăng thứ con, bậc chánh biên tri đáng cùng dường. Có nguyện thân tâm thương thánh tình, làm lành lãnh giờ lời phương sanh. Đệ tử quy Phật, đấng thiên nhân điều ngự, bí trí vẹn toàn. Đệ tử quy Pháp, đạo chuyên mê khai ngộ, lý khổ đăng lạc. Đệ tử quy Tăng, bậc hoàng trì chánh pháp, vô thượng phương điện. Lần thứ hai đệ tử quy Phật pháp Tăng Tam Bảo. Lần thứ ba đệ tử quy Phật pháp Tăng Tam Bảo. Cội Bồ Đề Trang Nghiêm thiên tình, tạng thiên mã vàng chương trùng trùng. Con xin lạy đấng đại hùng, rồi vô biên trí tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàng Phật hiện, ở tương lai vô lượng Phật thành. Hiện tiên chư Phật độ sanh, con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu. Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cung, chánh biên trí minh hành đủ đầy. Đức ân thiền thể cao dày, bờ thế gian giải chi bảy chân tâm. Vô thường sĩ phạm thân tình diệu, bằng trường phú điều ngự đồ sanh. Thiên nhân sư đấng cha lành, Phật đà toàn giả thế tôn trong đời. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quý Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thân tác thành thẳng duyên. Gieo năm vong tròn niệm sám hối, nhưng sợ hành lâm lội vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đứng lành tự du. Bản thân đạo con đường chánh giang, đưa chúng sanh Phật pháp trầm luân. Chân truyền giáo pháp thánh nhân, con xin tình ý nghiêm thân thực hành. Từ quá khứ vô vàng diệu pháp, mà ở tương lai vô lượng pháp màu. Hiện tiền Phật pháp tâm sâu, thiện cơ phương tiện bắn cầu độ sanh. Pháp vi diệu cha lành theo dạy, lịa danh ngôn giác ngộ hiền tiên. Vượt thời gian chứng vô biên, sát na đại ngộ hoặc nhiên liễu tường. Đạo vô thường đến rồi thấy rõ, hướng thường tâm toán ngõ vòng trân. Trí nhân tự ngộ giả chân, diệu thương tình là pháp ấn nhiệm mâu. Pháp là nơi nương nhớ tối thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thân tạng thành thẳng duyên. Gieo năm vong tròn niệm sám hối, những sợ hành lâm thời vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đứng lành tự. Hòa hợp chung tân gia thánh tình, đường vô song tự thánh sa môn. Thừa hành di giáo
Thế Tôn, đời đời tương tồn bốn phương phổ quang, từ quá khứ vô vàng tăng chung, ở tương lai vô lượng thánh hiền, hiền tiên tăng bảo phước tiền, con xin kính lễ giao duyên niết bàn, ba kiều hạnh thân văn thân tự, ba đường hành pháp lữ thiện gia, bậc như lý hành tăng gia, bậc chân chánh hành dưới tòa Thế Tôn, thanh đạo quả bốn đối tám chúng, đệ tử phần ơn cũng tôn nghiêm, không nên kinh lễ một niệm, thanh chúng vô thường phước điện thế gian, tăng là nơi nướng nhờ tối thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy tăng bảo tịnh thanh, nguyện lợi chân thần tác thành thẳng duyên, vào năm vong tròn niệm sám hối, những sợ hành lâm lội vô minh, từ thân khẩu y khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự do. Ngàn xưa lưu dấu trả lành, bào tham xá lời kim thân Phật Đa, Bồ Đề không coi ta bà, nhân tâm kính lệ hương hoa cùng dường. Tôn giả nên đa, bởi từ tâm vô lượng, trì tụng kinh châu báu, suốt tròn cả đêm dài, ba vòng thành về xa lý, niệm tất cả ân đức của Như Lai đại lực, là mười ba la mật, mười thường ba la mật, mười thân ba la mật, năm pháp đại thi, ba hành nguyện độ sanh, trong kiếp chót gian trần, xương gia tâm giải thoát, khổ hành nghiệm đạo mâu, chiến thắng đại ma quân, đạt như thiết trùng trị, chứng chín pháp siêu phàm, chư thiên khắp các cõi, mười muôn triệu thế giới, đều vui mừng lành hồi, kinh châu bảo quy lượng, tiêu trừ mọi tai ương, đói khát và bình tân, cùng vì nhân quỷ nhiều, trong thành về xa ly, thấy đều được tan biến, chung đệ tử nhân tâm, trì tụng kinh châu bầu, chúng thiên nhân can cõi, dù tiên thiên địa tiên, đã vẫn tâm nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ, thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi mừng, nâng hộ trì nhân loài, vốn đêm ngày hồi hướng, phước lành đến chư thiên, nhân vật quý trong đời, chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời, không gì sánh bằng đường, với Như Lai thiền thề, do vậy chính đức Phật, là châu báu thù diệu, mong với chớ ngôn này, từ thanh muôn hạnh phúc, pháp bất từ tối thường, lý dục diệt phiền não. Ca mô ni chư pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được, pháp thiền vi diệu ấy, do vậy chính chánh pháp, là châu báu thù diệu, mong với chớ ngôn này, từ thanh muốn hành phong, con đường thanh lọc tâm, là tu tâm thiện định, chứng hiện tại lạc tu,
Đức Phật hằng ngợi khen không gì so sánh được. Do vậy trình chánh pháp là châu báu thù dầu mong với chớ ngôn này. Từ thanh muôn hạnh phúc thanh tám vị bốn đôi là nhân bà cơn cung đệ tử đấng thiền thề được trí già toàn tháng cúng dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy trên tăng chúng là châu bao thu dầu mong với chớ ngôn này. Cầu thanh muôn hạnh phúc bận tu hành thiếu dục với ý chí kiên trì khéo chân chánh phùng hành lời dạy đức điều ngự chứng đàn qua giải thoát thế nhầm đạo bất tư lạc trụ quả tinh tình. Do vậy trên tăng chúng là châu bao thu dầu mong với chữ ngôn này từ thanh muôn hình phung ví như cột trụ đá khéo chôn chẳng xuống đơn dù bốn hướng cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói bản chân nhân liễu ngộ tự thanh đế cũng tự tại bất động trước tam phàm thế gian. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diều mong với chân ngôn này từ thanh muốn hạnh phúc bằng thanh tu đa phần chân đế đi thanh đế được đơn cô ta mà khéo thuyết vàng tương tận. Các ngài vô phóng dần thì cũng không bao giờ tại thanh kiếm thứ tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này. Từ thanh muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoàn trừ ba kiết sự thân kiên và hoài nghi luôn cả giới cấm thù thoát khỏi bốn đọa xưa bậc nhập lưu không tao sau bớt thiên trồng nghiệp. Do vậy chính tăng chúng là châu bao thu diệu mong với chân ngôn này từ thanh muốn hành hung bần thanh tu đa quân dù vô tấm phàm lôi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được sự danh hiền thành. Do vậy chính tăng chúng là châu bao thu diệu mong với chân ngôn này từ thanh muôn hạnh phúc đường thế tôn thiên giảng pháp đưa đến niết bàn tinh lang và thù tăng lời in chúng hữu tình vì như mưa đầu hà khiến ngàn cây đâm chồi. Đức Phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này từ thanh muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liệu thông pháp vô thượng bán bộ pháp vô thượng chuyển đạt pháp vô thượng tuyên thuyền pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này từ thanh muốn hạnh phúc nhân quá khứ đã đoàn mầm tương lai không gieo với tâm không ai chấp trong sanh hữu đời sau bởi tham muốn đa đoàn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bằng trí chứng niên bàn
do vậy trên tăng chúng là châu bao thu vào mong với chớ ngôn này từ thanh muôn hành phun chúng thiên nhân căn cõi dù tiên thiên địa tiên đã vẫn tập nơi đây hãy chỉ thành đành lệ Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loài đành lễ và cúng dường mong với chân ngôn này từ thanh muốn hạnh phúc chúng thiên nhân cảm cõi dù tiên thiên địa tiên đã vẫn tập nơi đây hãy chỉ thành đành lễ chánh pháp đạo như chân được chư thiên nhân loại đành lễ và cũng dường mong với chân ngôn này từ thanh muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi dù tiên thiên địa tiên đã vẫn tầm nơi đây hãy chỉ thành đành lệ thân chung bạn như đơn được chư thiên nhân loài đành lệ và cúng dường mong với chớ ngôn này từ thanh muốn hạnh phúc tứ niệm sư tới bốn pháp quán niệm đã được đấng thập lực khéo tu tập khéo chứng đắc khéo tuyên thuyết pháp niệm gồm có niệm thân tức minh sát về thân niệm thọ tức minh sang cảm thọ niệm tâm tức minh sang thay nội tâm niệm phạm tân minh sang sự tương quan các pháp mong với chân ngôn này từ thanh chân cạn tân bôn nỗ lực quan yêu đã được đấng thập lực khéo tu tâm khéo chứng đắc khéo tuyên thuyết bôn pháp ấy gồm có chánh cần tấn sự cố gắng ngăn ngừa pháp không cho sanh khởi sự chánh cần tấn sự cố gắng đoàn trừ đã sanh khởi tu chánh cần tấn sự cố gắng làm sanh khởi thiền pháp chưa có bào chánh cần tấn sự cố gắng nuôi dưỡng thiền pháp đã có chân ngôn này từ thanh muôn hạnh phúc tư thần tung tương bốn pháp có hiệu năng thành tựu thiên định chánh trí đa đường đấng thập lực khéo tu tập khéo chứng đắc khéo tuyên thuyết bốn pháp có hiệu năng gồm có dục thần tương hiệu năng của ý muôn cẩn thận tôn tương hiệu năng của nỗ lực tâm thần tung tức hiệu năng của thuần hòa thâm thần túc tướng hiệu năng của trí phân biệt mong với chân ngôn này từ thanh muôn hạnh phúc ngũ căn năm nền tảng của sự tu chân đã được đấng thầm lực khéo tu tập khéo chứng đắc khéo tuyên thuyết năm nền tảng gồm có tín căn tứ căn bàn đức tín tấn căn tứ căn bàn tính căn niệm căn tứ căn bàn tình thân tư căn bản chuyên chú huệ căn tư căn bản mỹ mần mong với chân ngôn này từ thanh muốn hành vô ngô tư năm sơn mạnh của sự tu chân được nữa tập lực khéo tu tâm khéo chứng đắc khéo tuyên thuyết năm sức mạnh gồm có tín lực tương sức mạnh của lòng tín tấn tương sức mạnh của sự cố gắng niệm lực tương sức mạnh của sự tình thức định lực tương sức mạnh của sự chuyên nhân huệ lực sức mạnh của trí tuệ mong với chân ngôn này từ thanh muôn hạnh phúc bơ
chi tương bày yếu tố dần đến giác ngộ đã được đấng thập lực khéo tu tâm khéo chứng khéo tiên thiên bày yếu tố gồm có niềm giác chi tương yếu tố minh sát trần pháp giác chi tương yếu tố phân biệt cần giác chi yếu tố tinh tấn hỷ giác chi tấn yếu tố an lạc tình giác chi tấn yếu tố lắng đồng định giác chi tấn yếu tố chuyên nhân xa giác chi tấn yếu tố quân bình với chân ngôn này từ thanh muốn hành phong bác chánh đạo tướng con đường chánh tám chi phần đa đường đấng thâm lực tu tập khéo chân đắng khéo tuyên thiên tám chi phần gồm có chánh kiến thức sự thấy biết xác thân chánh tư duy tương suy nghĩ chân chánh chánh ngờ nói hiền thiện chánh nghiêm tư hành vi vô tội chánh màng tức sự nuôi màng hợp đạo chánh tinh tấn sự nỗ lực chánh đang chánh niệm tức sự quan sáng tình thân chánh định tức sự tâm tung hương pháp mong với chân ngôn này tù thanh muốn hạnh phúc nguyện cầu quý đức Phật bảo hòa, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo hòa, xin tam bảo gia hộ hòa, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại. Thầy đều mau tan biến, nguyện muôn loại chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hành, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được phản tương như ý rồi phản hồi thiên sứ chư toán giác đại lưng chư độc giảng đại lưng thinh văn giảng đại lưng quyền tòng trị nguy đơn cầu phước lành phát nguyện cầu tam ương mười phương chúng sanh muôn loài hãy thương an vui dương trữ quan trai nhiều đời bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan hại nhau chỉ chuốc lầm than mê si điên đảo vô vàng lệ châu chúng sanh khổ bình sống lâu nguyện cho thành tựu bước sâu đứng dậy nguyện cho an lạc từ nay dương trừ thông khổ đắng cay oán hận dương trừ kinh sợ tai ương bao nhiêu phiền nào đoàn trường vĩnh lý nguyện cầu tam bảo chứng tri sống đời thanh tịnh từ bi về
vương a ra tu sa ma sa bu đa sa na mơ ta sa pha ga va tu a ra tu sa ma sa bu đa sa na mơ ta sa pha ga va a ra tu sa ma sa bu đa sa bu thang sa ra nang ga sa mi đa mang sa ra nang ga sa mi saranang gacchami duttiyam vibhuttham saranang gacchami duttiyam vidhammam saranang gacchami duttiyam visangham saranang gacchami tatiyam vibhuttham saranang gacchami tatiyam vidhammam saranang gacchami tatiyam nang ga cha mi sam bu te ngan tha ve san cha đoa đa san cha sa han sa ke cha sa đa sa han sa ni nam ma mi se ra sa ngang te sang đa man cha sang gan cha an đa re na nam ma mi an nam ma gan lu pha ve na an tua sa be u pa da ve nga ne ka nga an ta ra vi vi na san tua sen sa ton sam bu the ban ja ban ya san ja ja tu ve sa ti sa han sa ke da sa sa da sa vi na ma mi si ra sa nga ang te sang da man ja sang gan ja an da re na na ma mi an na ma ka nu pha ve na an toa sa be u pa da ve nga ne ta ta ra sa vi vi na san toa se sa to sam bu the na vu ta ra sa te nga ta chan ta le sa sa ha sa ke sati sata saha sani namami sira sanga ante sang dhamman ja sang ganja adare na namami ang karanu vave na antwa sabbe upanda veng aneka antaraya vivina santo ase sato jayanto bontiya moles yanang nan divan thano evang tang vijayo ho hijaya sujaya mangale aparajita pan ke si se pata vipo gare nga vi se ke sabba bodhanang agapato bamodati sunang tang sumangalang subhava tang suhonti tang sukhano sumohot jusuzitam brahmachari supadakhinang kaya kamang vacha kamang padakhinang padakhinang mano kamang panisi te padakhina padakhina nikatva nalafanta te padakhine con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhuân mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền thiên quá vàng tròn phân phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phán tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thương truyền nhà nhà khương chúng sanh ba cõi sâu đường gió nhờ thân phẩm bảo tôn màng khăn nghiêm lành từ khẩu y thân hóa thành phúng quà tùy nhân sở cầu nguyện không đến tu trì hồi hướng khắp chư thiên bậc thiện thân hộ pháp nhiều oai đức thần lực ngự khắp ca trở hoàng không giới thiên giờ
giới xin các ngài tùy công đức đã thể hiện, rồi hộ trì Phật pháp mãi soi sáng nhân thiên quân độ hướng thái bình. Muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ quyến thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, thiếu bình dứt khổ sâu, ngày ngày vui tu tập tên tiếng trong đạo màu, nhân tâm câu giác ngộ. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, đoạn nghiệp chướng não phiền, quả niết bàn chứng đàng. Nguyện chánh pháp lưu truyền, phổ cập khắp thế gian, chúng sanh thương tình làng, Phật đạo chống viên thành. Trước tam bảo uy linh, tôi thường đèn trầm hướng tâm nguyện chỉ thành, cầu cho pháp giới chúng sanh khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên, mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp, mãi vun bồi hạnh phúc vô dư, liên hoa nở khắp biển từ trần xa vô nhiễm huyễn hư đoàn. Hôm nay đệ tử chúng con chỉ thành đành lệ ba ngôi tam bảo vô thường tôn Phật vi diệu chánh pháp. Thánh đức tăng già chúng con thành tâm cũng dường tam bảo thiết lễ cầu an cho bản thân và gia đình chúng con, tai ách tiêu trừ, thân tâm an lạc, vạn sự các tường sở cầu như nguyện. Chúng con nguyện trọn đời ý lời Phật dạy, lãnh xa điều ác, tu tập hành lành thánh tình tâm ý, trước bao đền thâm ân hóa đồ, đáp nghĩa nặng sinh thành, sau vun bồi duyên lành dạy thoát lời lạc chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dân hoa cũng dâng Phật bằng thương xót muôn loài, dân hoa cũng dâng pháp đạo nhiệm mau cứu khổ, dân hóa cũng dương tăng ruộng phước không gì bằng, hoa tươi đẹp sẽ tàn, thân già hợp sẽ tan, nguyện tu máu chứng đàn, quả chân thường giải thoát. Nam mô tam phương tam thế Phật bảo, nam mô thập phương tam thế pháp bảo, nam mô thập phương tam thế tăng bảo, đạo tràng thanh tịnh bồ đề, mười phương thiên chủ hồi về nghe kính pháp, mâu diệt tận vô minh,
pháp mau cứu khổ sinh linh vàng loài à, tự dồn giới vấn đại sáu cõi đền thiên cung sanh giới hữu hình à, duyên xưa đã tạo nghiệp lành kết thành phú quả thiền sanh đến giờ à, ngự khâm chôn bên bờ đồng ruộng hoa cứ không châu quần thì phương non xanh rừng rậm đất bằng à, hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa xin đóng thình và xóa chứ chúng à, càng thác bà lóng chung nơi nơi à, miêu đền thành quách lâu đời sông hồ quan đảo biển khơi trùng trùng à, pháp ví dèo nghìn thân nắng ngô phương nhân thiên muôn thuở khó cầu à, ngày tàn tháng luồn qua mau đắm say trần canh vùi đầu tự sinh à, đấy là giờ chuyện kính vô thường đây là giờ đồng tồn pháp âm à, lời vàng lý nghĩa cao thâm à, xin chữ hiền và lặng tâm thọ trì đây là giờ chuyện kính vô thường à, đây là giờ đồng tồn pháp âm lời vạn ly nghĩa cao thâm mà xin chữ hiền và lặng tâm thọ trì đây là giờ chuyên kính vô thường à đây là giờ đồng tồn pháp âm lời vạn ly nghĩa cao thâm mà xin chữ hiền và lặng tâm thọ trì cuối đầu đành lễ đăng thứ tôn á bậc chánh biên tri đảng cùng dường tôn nguyện thân tâm thương thánh tình á làm lành lãnh giờ lại quân sanh đệ tử quy phật á đảng thiên nhân điều ngờ á bí trí vẹn toàn đệ tử quy y pháp đạo chuyên mê khai ngộ à, lý khổ đăng lạc đệ tử quy y tăng à, bất hoàng trì chánh pháp à, bố thường phương điện lần thứ hai đệ tử quy y Phật pháp tăng tam bảo lần thứ ba đệ tử quý Phật pháp tăng tam bảo rồi bồ đề trang nghiêm thiên tình à tăng thiên ma vàng chương trùng trùng con xin lại đấng đại hùng à rồi vô biên trí tận cùng thế gian à từ quá khứ vô vàng Phật hiện ở tương lai vô lượng Phật thành à, hiện tiền chư Phật đồ sanh con xin kinh lễ tâm minh nguyện cầu hồng danh Phật nhiệm màu ứng cung chánh biên trí minh hành đủ đầy à, được ân thiền thể cao dày bờ thế gian giải chi bảy chân tâm à, vô thường sĩ phạm thân tình diệu bờ trường phú điều ngự đồ sanh à, thiên nhân sư đấng cha lành Phật đà toàn giả thế tôn trong đời à, Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành à, quý Phật bảo từ ân nguyện lời chân thần tác thành thẳng duyên à, gieo nắm vong tròn niệm sám hối nhưng sợ hành lâm lội vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh à, ngưỡng mong Phật bảo đứng lành tự dung bản thân đạo con đường chánh giang à, đưa chúng sanh Phật pháp trầm luân chân truyền giáo pháp thánh nhân à, con xin tình ý nghiêm thân thực hành
từ quá khứ vô vàng diệu pháp mà ở tương lai vô lượng pháp màu. Thiền thiền Phật pháp thâm sâu ở thiền cơ phương thiền bắn cầu đồ sanh. Phá vi kéo cha lãnh theo dạy lẻ danh ngôn giác ngộ hiền tiên. Vượt thời gian chứng vô biên sát na đại ngộ hóa khiến liễu tường. Đạo vô thường đến rồi thấy rõ hướng thường tâm toán ngõ vòng trân. Trí nhân tự ngộ giả chân diệu thương tình là pháp ấn nhiệm mâu. Pháp là nơi nương nhớ tôi thường cho chúng con vô lượng an lành. Quy pháp bảo chánh chân nguyện lời chân thân tán thành thẳng duyên. Gieo năm vong tròn niệm sám hối những sợ hành lâm thời vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong pháp bảo đứng lành tự hòa hợp chung tân gia thánh tình đường vô song tự thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn đời đời tương tồn bốn phương phổ quang từ quá khứ vô vàng tăng chung ở tương lai vô lượng thánh hiền hiền tiên tăng bảo phước điện. Con xin kính lễ giao duyên niết bàn ba kiều hạnh thanh văn thanh từ bờ đường anh pháp lữ thiện gia bậc như lý hành tăng gia bậc chân chánh hành dưới tòa thế tôn thanh đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử phần ơn cũng tôn nghiêm. Cung nghênh kinh lễ một niệm thanh chúng vô thường phước điện thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường cho chúng con vô lượng an lành. Quy tăng bảo tịnh thanh nguyện lời chân thần tác thành thẳng duyên. Giao năm vong tròn niệm sám hối những sợ hành lâm lội vô minh. Từ thân khẩu y khởi sanh ngưỡng mong tăng bảo đứng lành tự do. Ngàn xưa lưu dấu cha lành bảo tham xá lời kim thân phần đa. Bồ đề không coi ta bà nhân tâm kính lệ hương hoa cùng dường. Tôn giả nên đa với từ tâm vô lượng trì tồn kính châu báu. Suốt tròn cả đêm dài ba vòng thành về xa lý niệm tất cả ân đức của Như Lai đại lực là mười ba la mật, mười thường ba la mật, mười thân ba la mật, năm pháp đại thi ba hành nguyện đồ sanh trong kiếp chót gian trần. Xương gia tâm giải thoát khổ hành nghiệm đạo mâu. Chiến thắng đại ma quân đạt như thiết trùng trị. Chứng chín pháp siêu phàm mà chư thiên khắp các cõi. Mười muôn triệu thế giới đều vui mừng lành hồi. Kinh châu bảo uy lượng tiêu trừ mọi tai ương đói khát và bình tân. Còn vì nhân quỷ nhiều trong thành về xa ly thấy đều được tan biến. Chúng đệ tử nhân tâm trì tụng kinh châu bầu. Chúng thiên nhân càng cõi dù tiên thiên địa tiên
đã vấn tâm nơi đây mong khởi lòng hoan hỷ. Thành kính nghe lời này rồi với tấm bi mận hương ô trì nhân loài vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên nhân vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng đường với Như Lai thiền thệ. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu mong với chớ ngôn này từ thanh muôn hạnh phúc pháp bấn từ tối thường lý dục diệt phiền não. Ca mô ni chớ pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu mong với chớ ngôn này từ thanh muốn hành phong con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiện định chứng hiện tại lạc trụ. Đức Phật hàng ngợi khen không gì so sánh được. Do vậy trình chánh pháp là châu báu thù diệu mong với chớ ngôn này từ thanh muôn hạnh phúc thanh tám vị bốn đôi là nhân bà cơn cung đệ tử đấng thiền thề được trí gia toàn tháng cúng dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy trên thân chốn là châu báu thù diệu mong với chớ ngôn này từ thanh muôn hạnh phúc bận tu hành thiếu dục với ý chí kiên trì khéo chớn chánh phụng hành lời dạy đức điều ngự chứng đàn qua giải thoát thế nhầm đạo bất tư lạc trụ quả tinh tình. Do vậy chánh tăng chúng là châu báu thù diệu mong với chớ ngôn này từ thanh muôn hình phung ví như cột trụ đá kéo chôn chặt xuống đất dù bốn hướng cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói bản chân nhân liễu ngộ tự thanh đế cũng tự tại bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này từ thanh muốn hạnh phúc bằng thanh tu đa huân chớ đi đi thanh đế được đương cô ta mà khéo thuyết giảng tương tận các ngài vô phóng dần thì cũng không bao giờ tại sanh kiếm thứ tám. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này từ thanh muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoàn trừ ba kiết sự thân kiên và hoài nghi luôn cả giới cấm thù thoát khỏi bốn đọa xưa bậc nhập lưu không cao sau bớt thiên trồng nghiệp. Mà do vậy chính tăng chúng là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này từ thanh muốn hạnh phúc bằng thanh tu đa quân dù vô tấm phàm lôi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được sự danh chân thành. Do vậy chính tăng chúng
là châu bao thu dẻo mong với chân nguồn này từ thanh muôn hạnh phúc đường Thế Tôn thuyền giảng pháp đưa đến niết bàn tinh lang và thù thắng lời in chúng hữu tình vì như mưa đầu hà khiến ngàn cây đâm chồi đường Phật là châu bao thủ giàu mong với chân ngôn này từ thanh muôn hạnh phúc đường Phật bậc vô thượng liệu thông pháp vô thượng bán bộ pháp vô thượng chuyên đạt pháp vô thượng tuyên thuyền pháp vô thượng do vậy chính đức phật là châu báu thu dèo mong với chớn ngôn này từ thanh muốn hạnh phúc nhân quá khứ đã đoàn mầm tương lai không gieo với tâm không ai chấp trong sanh hữu đời sau bởi tham muốn đa đoàn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bần trí chứng niên bàn do vậy trên tăng chúng là châu bao thu dèo mong với chớ ngôn này từ thanh muôn hạnh phúc chúng thiên nhân càng cõi dù tiên thiên địa tiên đã vẫn tập nơi đây hãy chỉ thành đành lệ đức phật bờ Như Lai được chư thiên nhân loài đành lệ và cúng dường mong với chân ngôn này từ thanh muốn hạnh phúc chúng thiên nhân càng cõi dù tiên thiên địa tiên đã vẫn tập nơi đây hãy chỉ thành đành lệ chánh pháp đạo như chân đường chư thiên nhân loại đành lệ và cũng dường mong với chân ngôn này từ thanh muôn hạnh phúc chúng thiên nhân càng cõi dù tiên thiên địa tiên đã vẫn tầm nơi đây hãy chỉ thành đành lệ thân chung bạn như đơn được chư thiên nhân loài đành lệ và cúng dường mong với chớ ngôn này từ thanh muốn hạnh phúc tư niệm sư tới môn pháp quán niệm đã được đấng thập lực khéo tu tập khéo chứng đắc khéo tuyên thuyết pháp niệm gồm có niệm thân tướng minh sát về thân niệm thọ tướng minh sang cảm thọ niệm tâm tướng minh sang thay nội tâm niệm pháp tướng minh sang sự tương quan các pháp mong với chân ngôn này từ thanh trên càng tân bôn nỗ lực quán yếu đã được đấng thập lực khéo tu tâm khéo chứng đắc khéo tuyên thuyết bôn pháp ấy gồm có chánh cần tấn sự cố gắng ngăn ngừa ác pháp không cho sanh khởi trừ chánh cần tấn sự cố gắng đoàn trừ đã sanh khởi tu chánh cần tấn sự cố gắng làm sanh khởi thiền pháp chưa có bào chánh cần tấn sự cố gắng nuôi dưỡng thiền pháp đã có chân ngôn này từ thanh muốn hạnh phúc tư thần tung tương bốn pháp có hiệu năng thành tựu thiên định chánh trí đa đường đấng thập lực khéo tu tập khéo chứng đắc khéo tuyên thuyết bốn pháp có hiệu năng gồm có dục thần tân hiệu năng của ý muốn cẩn thận tôn tân hiệu năng của nỗ lực
tâm thần cũng tức hiệu năng của phân hoa thâm thần cũng tức hiệu năng của trí phân biệt mong với chớn ngôn này từ thanh muôn hành phun ngũ căn năm lên tàn của sự tu chân đã được đấng thầm lần khéo tu tập khéo chứng đắc khéo tuyên thuyết nắm nền tàng gồm có tín căn tứ căn bàn đức tín tấn căn tứ căn bàn tín căn niệm căn tứ căn bàn tình thân tứ căn bàn chuyên chú huệ căn tứ căn bàn minh mạng mong với chân ngôn này từ thanh muốn hành vô ngũ thương năm sơn mạnh của sự tu chân được hợp lực khéo tu tâm khéo chứng đắc khéo tuyên thuyết năm sơn mạnh gồm có tín lưng tương